Huyện Vũ Quang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giáo ước thi đua năm 2023, tổng kết trao giải cuộc thi Công sở Văn minh Sinh thái. Tham dự có đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Với chủ đề đoàn kết đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, huyện Vũ Quang đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu thi đua cụ thể như phấn đấu đưa giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.900 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt 13.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng một người một năm xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 5 cụm dân cư và 20 nhà vườn sinh thái, 4 sản phẩm ô cốp 3 sao, xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc cũng tại hội nghị huyện Vũ Quang tổ chức tổng kết cuộc thi công sở văn minh sinh thái năm 2022 trao giấy chứng nhận cho các cơ quan đơn vị đạt giải và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023.